Điện tử Hàng Hải Hạnh Phúc xin kính chào tất cả mọi người nha. Hôm nay em sẽ hướng dẫn cho mọi người cách gọi điểm để đi trên máy nhân dạng ES728A. 728A có 3 cách để gọi điểm. Cách đầu tiên là cách gọi điểm trên màn hình hải đồ. Để gọi điểm trên màn hình hải đồ chúng ta thực hiện như sau. Đầu tiên mình sẽ di chuyển cái phím con trỏ nè để di chuyển dấu cộng đến vị trí điểm mà chúng ta muốn gọi điểm. Rồi, chúng ta di chuyển đến vị trí điểm. Bấm Enter vào. Rồi, chúng ta bấm Enter vào gọi điểm. Rồi, gọi điểm thành công. Thì đây là cách đầu tiên, cách gọi điểm trên màn hình hải đồ. Cách thứ hai là cách gọi điểm trong danh sách điểm. Ở đây chúng ta sẽ bấm vào phím menu. Chúng ta Enter vào điểm. Rồi, chúng ta di chuyển đến phần danh sách điểm, bấm Enter vào. Rồi, ở đây chúng ta sẽ di chuyển đến cái điểm mà chúng ta muốn đi đến. Rồi, sau đó chúng ta bấm Enter. Di chuyển xuống phần gọi điểm, bấm Enter. Rồi, thì ở đây nó sẽ hiển thị là khởi động di chuyển, là di chuyển điểm thành công rồi đó. Cách thứ ba là cách gọi điểm nhanh. Để gọi điểm nhanh chúng ta cần tắt đi dấu cộng trên màn hình hải đồ nè. Mình bấm vào phím con trỏ để tắt đi dấu cộng. Rồi, thì ở đây chúng ta sẽ bấm vào phím nhập điểm. Chúng ta di chuyển ở phần danh sách điểm, bấm Enter vào. Rồi, chúng ta di chuyển xuống để lựa ra cái điểm mà chúng ta muốn đi đến. Rồi, sau đó mình bấm Enter. Di chuyển phần gọi điểm, bấm Enter. Rồi, đó là ba cách cơ bản để chúng ta gọi điểm máy nhân dạng ES728A. Rồi, tiếp theo sẽ hướng dẫn cho mọi người cách dừng đến điểm. Để dừng đến điểm chúng ta di chuyển cái con chỗ ngoài màn hình hải đồ nè. Rồi, chúng ta bấm Enter vào. Enter vào tắt ô tô. Rồi, thì đây là cách đầu tiên để chúng ta dừng đến điểm. Và cách thứ hai là người chỉ cần tắt đi con chỗ trên màn hình hải đồ. Rồi, sau đó bấm vào phím nhập điểm. Rồi, di chuyển xuống cột tắt ô tô. Enter. Rồi, thì đó là các cái bước cơ bản để chúng ta có thể gọi điểm và dừng đến điểm trên máy nhân dạng ES728A. Rồi, thì còn cái chức năng nào mà mọi người chưa biết sử dụng thì mọi người hãy comment xuống bình luận cho em nha. Em sẽ ưu tiên làm những cái video hướng dẫn về chức năng đó cho mọi người ha. Hoặc mọi người có thể gọi điện trực tiếp cho em qua số điện thoại là 0948 909941. Thông thường em sẽ dán số điện thoại vào góc trái màn hình thì mọi người có thể lấy số điện thoại đi liên hệ qua cho em. Hoặc là kết bạn qua Zalo, Facebook thông qua số điện thoại đó luôn. Rồi. Video game tới đây kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào những video tiếp theo ha.